hai, tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào. Rồi bỏ họ đó, người lại xuôi thuyền qua bờ bên kia. Suy niệm. Đoạn tin mừng trên được nối tiếp với đoạn tin mừng Chúa Giêsu làm phép rạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Qua phép lạ này, Chúa muốn mặc khải cho dân chúng biết người chính là Thiên Chúa, Đấng Messiah mà họ hằng mong đợi. Tuy nhiên những người Pha-ri-sêu lại không tin và họ muốn thử Chúa Giêsu làm phép lạ khác cho họ xem. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ của họ nên người đã không làm một dấu lạ nào. Điều này đã được Thánh Marco nói đến trong tin mừng chúng ta vừa nghe. Có lẽ trong đời sống đức tin của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng rơi vào lối sống của những người Pha-ri-sêu, là đòi Chúa làm phép lạ theo ý muốn của chúng ta, hơn là chúng ta đặt niềm tin phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Chẳng hạn chúng ta rơi vào cảnh thiếu nợ, thay vì tiết kiệm lo làm ăn, nhưng không chịu mà chỉ mong vé số rồi cầu xin Chúa cho trúng số. Cũng như trang tin mừng đã nói đến, những người Pha-ri-sêu thử thách Chúa, Chúa buồn và đã bỏ họ ở đó, người đi nơi khác. Chúng ta thử cảm nhận, nếu như đời sống của chúng ta không có sự che chở, ban ơn của Chúa, chúng ta có được bình an và sống vững đức tin không? Lạy Chúa, xin giúp chúng con, đừng để chúng con có lối sống giống như những người Pha-ri-sêu năm xưa, là chỉ muốn thử thách Chúa và muốn Chúa làm theo những gì họ muốn. Xin Chúa cũng giúp chúng con mỗi ngày biết sống đặt niềm tin và phó thác vào Chúa. Amen.